kỹ thuật gạch đúng không nào? Mình xem này, dùng que giò gạch một đường dài sâu. Dài sâu có nghĩa là gì? Dài như này khoảng 5 cm, 5-7 cm. Dài không những dài mà lại còn sâu dưới mặt da nữa. Yên tâm, gạch đầu giò này của mình nó nhẵn rồi, rồi mình xuôi tay như này thì nó không rách ra được đâu. Nhưng mà cảm giác thì đau đến rách ra. Ở chắc hẳn mọi người đã đọc tác phẩm ở gì nhỉ? Chí Phèo trong gì nhỉ? Tắt đèn nào đâu? Chí Phèo là à? Đúng rồi, Danh Bạc Cán Phạ là của nhà văn Năm Cao. Năm Cao tên tác phẩm là Làng Vũ Đại ở đấy. Okay. Thì anh Chí Phèo ấy là thực ra anh là một người nông dân rất là lương thiện, đúng không? Nhưng mà chẳng qua anh bị vu oan, bị cướp đất, bị đẩy đi tù, anh về làng anh ăn vạ. Mỗi lần anh ăn vạ là anh đập lấy cái mảnh thành ấy, của cái chai rượu, bát đĩa, anh gạch mặt cho nó chảy máu ra để dọa người ta, đúng không? Đấy là dọa để ăn vạ, đúng không? Còn mình cũng làm hết như vậy, và khi mình gạch này mình sẽ thấu hiểu được cái nỗi đau của anh Chí Phèo như nào. Đấy, thì trước khi các cháu đi thi mà làm văn Năm Cao gạch như này để cảm nhận, để viết văn cho tuần trào, và mình sẽ thấu hiểu sống được cái nỗi đau của anh ấy. Tuy nhiên hai mục đích khác nhau, mục đích của anh ấy là ăn vạ, mục đích của mình là gì? Gạch để chữa bệnh, để chưa? Nó sẽ đau như vậy đấy, nhưng yên tâm không rách ra, được chưa? Đấy, phải đau như thế nha, và dọc hoặc ngang nhiều lần khắp tại trên mặt nhá để cấp cứu nhá, hoặc là gì, hoặc nơi nhạy cảm tại chỗ đang có bệnh. Ví dụ hôm trước hướng dẫn cho anh ấy, anh gạch cho chị bị đau giã vai đấy này. Có thể không đến nỗi gạch như này, đau như này, anh chỉ là gọi là gạch tìm sinh huyệt thôi, nhưng mình cũng có thể gạch mạnh hơn chút nữa giống như gạch mặt tại cái chỗ đau ấy để nó giảm đau, hoặc theo tám nguyên tắc tác động. Ví dụ gạch tại chỗ này, xong gạch bốn xung quanh này, xong gạch đối xứng, cứ theo tám nguyên tắc tác động như vậy. Có hai vị trí gạch, một là khắp mặt để cấp cứu, hai là tại chỗ đang có bệnh để giảm đau. Được rồi, hoặc trong trường hợp cấp cứu này, nhớ cái chữ cấp cứu này. Nhớ chữ cấp cứu này, ta đang xây sẩm mặt mày, đang chuẩn bị ngất, ta đang đau dữ dội trong vú bộ, tất cả trường hợp cấp cứu là dùng cái này. Còn như vừa nãy bác Mạnh nói là ấn 19-63 là khi người ta ngất rồi thì mình ấn cho người ta tỉnh thôi, mà ấn 19-63 cho người ta tỉnh vẫn không tỉnh thì nôn ra cầm mạch. Đi tàu xe bị say, mặt cắt không còn một giọt máu ấy, bấm mấy việc kia thì cũng được, cũng tốt đấy. Nhưng mà thì chiêu gạch mặt thì Châu còn mạnh hơn mình cái chiêu bấm huyệt của đồng mình. Thế mình mới thấy là sức mạnh của nó đến đâu, đúng không? Nó còn đánh bay cả cái huyệt từ ngàn đời của huyệt Nhân Trung này, cứ cấp cứu lên Nhân Trung, đúng không? Cái này còn mạnh hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Riêng cái huyệt 19 của thầy Châu nó mạnh hơn gấp mấy lần rồi, chưa nói đến cái gạch mặt cấp cứu này. Như vậy là gì? Mình chẳng khác gì đông y mà mình còn mạnh hơn, đúng không? Những cái huyệt của diễn trần cũng rất là mạnh. Rồi, biện pháp cuối cùng nhớ này, gạch chân môi động này. Sau này mình cần làm ấy, bố mày quay cuồng dở tất cả các võ ra rồi, à, mà không ăn thua gì đúng không? Không xin nghe gì đúng không? Lôi ra gạch mặt, à, lôi ra gạch mặt xem có xin nghe gì không? Thay đổi hết. Huyết áp cao làm mãi không được, lôi ra gạch mặt. Huyết áp thấp làm mãi không xong, lôi gạch mặt. Đau làm mãi mà không giảm đau, lôi ra gạch là hạ luôn. À, tại sao gạch nó lại mạnh như thế? Tại sao gạch nó lại cấp cứu được, làm cho người ta tỉnh được? À, tại sao? Tại sao gạch lại giảm đau, làm cho người ta tỉnh được? Đau là người ta tỉnh. Đau người ta tỉnh. À, giống như là gì? Đây giống như reset, đúng không? Cái máy nó chạy nhiều quá, nó đang treo để rút điện, đúng không nào? Còn người á, còn con người như thế đang đau quá thì cho đau hơn, gạch luôn thì reset lại từ đầu luôn. Hoặc gì, đang ngất thì đang ngất mà người ta cảm thấy đau thì sao? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Tỉnh, thấy đau thì có nghĩa người ta nhận thức rồi thì người ta sẽ tỉnh. Đây giống như một trường reset, khởi động lại bộ máy thôi, khởi động lại từ đầu. Đang căng thẳng quá gì, stress quá gì, gạch mặt. Cho nên có những cái pha tự hủy đấy, mọi người thấy không? Tự hủy hoại bản thân, người ta căng thẳng, stress, trầm cảm quá, tự hủy hoại đấy, đúng không? Thích tự hủy hoại gì? Gạch mặt đi, không tổn thương gì hết, giải tỏa stress rất tốt. Khi nào cãi nhau với chồng, cãi nhau với mẹ chồng, đúng không? Cãi nhau với sếp, bực quá không biết làm sao, gạch mặt xong tỉnh táo, thay đổi tâm trạng hết luôn. Cười luôn, thay đổi luôn. Đây, cái này rất là hay, rất là hay, mà tự nhiên vài không ngại gì hết. Rồi, cắt cơn nghiện rượu, thuốc lá, ma túy có nghĩa là gì? Tại sao cắt cơn được? Với mục tiêu là cái người này á, mình phải đồng ý cho mình làm, không nó đuổi nó chạy tét khói luôn. Đó. Nó đau quá nó đắm cho mày phát. Tại sao?
Tại sao lại cắt được cái cơn nghiện? Cắt cơn thôi nhá, còn khỏi hay không thì khoảng quá trình lâu dài nhá. Cắt cơn thôi, tại sao? Lúc lên cơn thèm thì như nào? Lúc lên cơn nghiện thì như nào? Mọi giác quan, mọi tâm trí, mọi suy nghĩ đều hướng đến cái chất kích thích này đúng không? Nếu đang hướng đến gì ông lôi trong gạch mạnh rồi. Còn tâm trí nào nữa mà nhớ đến những cái này? Mà khi mà nó hết cái cơn đau trên mặt rồi thì sao? Thì lúc đấy cái cơn nghiện nó cũng qua rồi. Với điều kiện mình quyết tâm cho mình làm thông nhẽ nghẹt thì đương nhiên gạch xong rồi toàn mặt nóng, toàn thân toát mồ hôi thì nó sẽ thông nhẽ nghẹt như trường hợp cấp cứu đấy. Thì có thể lúc bác chuẩn bị ngất là nó bị nghẽn cái gì đó, một cái mạch gì đó đúng không, mình gạch này nó giãn ra rồi giải độc trong ngộ độc, trường hợp này mình làm được. Cậu học viên cậu ăn uống vào xong cậu bị say, cậu bị nôn, uống nước vào bị nôn, lúc này ngộ độc nó uống thuốc vào không thua, uống đâu nôn hết đấy, lôi ra gạch mặt 3 lần liên tiếp, gạch khắp mặt xong 5 phút sau gạch tiếp ngộ độc. Rồi điều hòa nhiệt độ cơ thể thì rõ rồi, đang lạnh cào cho là gì, là ấm, đang nóng, đang huyết áp cao, đang sốt gạch thì nó toát vã mồ hôi thì nó mát, điều chỉnh huyết áp cái này thì rõ. Và cuối cùng là cân bằng dinh dưỡng, thì mọi người nhớ đây là chiêu cuối cùng nhá, giác ngừng đấy, bí kíp cuối cùng đấy, phòng thân nhá, là chiêu này. Bình thường là ngày như bình thường cái chữa một số người bình thường không, người ta có bị bệnh ở trong mặt nạ có nhiều sưng rất là nhiều trên mặt, và lúc đấy là ngày cũng có thể lúc nào cũng gạch trên mặt thì ạ. Và anh có thể gạch nhưng đối đấy mình chỉ gạch khai thông, mình gạch nhẹ thôi, nhẹ chưa cần thiết đến mức này. Và đây là biện pháp cuối cùng thôi, gạch kín không gạch dài, và gạch gạch không gạch được dùng đấy, lúc dùng cái này gạch nhẹ thôi, gạch nhẹ thôi ạ, gạch nhẹ thôi, gạch mát xa thôi thì cái sinh huyệt nó sẽ biến mất hết đi, và hoặc là lăn như này thì dần dần nó cũng biến mất hết đi mà. Và còn cái này chỉ là biện pháp cuối cùng hoặc là cấp cứu thôi. Như bình thường chỉ gạch, bình thường gạch bình thường gạch ngắn nhất, đúng rồi, với cả mọi người yên tâm, tự mình gạch cho mình không bao giờ đạt được cấp độ này đâu, phải đưa cho cái thằng mà nó ghét mình nhất ấy, hay chửi mình ấy, nhờ cho mình gạch hộ. Vâng. Mọi cái nỗi uất ức trong lòng giấu kín từ lâu nó lôi ra nó gạch. Bây giờ một người lên làm mẫu để gạch thử cho con. Gạch thử cho thầy ạ. Gạch cho con, sẽ gạch cho từng người một để cảm nhận. Đây, ngồi đây. Quen. Lúc mình gạch cho họ ấy, thì mình phải sao này? Để quay họ ngồi có cái. Quay.